Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do và khu vực là cơ hội cho nông sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị tốt thì 10 triệu hộ nông dân chẳng những không tận dụng được cơ hội để xuất khẩu hàng hóa mà còn có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Đây là nhận định của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Việt Nam là nước được hưởng lợi nhất so với 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TTP. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp có thể đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi được dự báo là sẽ cạnh tranh gay gắt với hàng hóa nước ngoài khi mà rào cản thuế quan được giảm bớt và loại bỏ. Một điều tra của Cục Thống kê gần đây cho thấy, gần 90% số nông hộ chăn nuôi cả bò, lợn, gà, vịt là quy mô nhỏ lẻ, dưới 10 con với đàn lợn và 100 con với đàn gà vịt. Họ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn hơn bởi hàng hóa nông sản của các nước do quy mô sản xuất lớn và trình độ sản xuất tiên tiến có ưu thế hơn hẳn về cả giá cả và chất lượng. Còn theo một số chuyên gia, giá thịt lợn của Mỹ đang cao hơn của Việt Nam trung bình 40%, trong khi đó chi phí vận chuyển 20% và 20% còn lại là Việt Nam đánh thuế. Tuy nhiên, khi TTP có hiệu lực, hầu hết nông sản đều giảm thuế về không, thịt lợn Mỹ sẽ tràn vào Việt Nam với giá rẻ hơn trong nước khoảng 15-20%.